Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đã vượt qua mốc 2.350 đô la Mỹ một ao vào phiên ngày hôm thứ Sáu tuần vừa qua, ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 19 tháng 4 và đưa mức tăng hàng tuần lên hơn 2,5% do kỳ vọng của các nhà giao dịch về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sau dữ liệu kinh tế gần đây. Ở trong nước, giá vàng miếng lao dốc mạnh khi liên tục bùng nổ lập kỷ lục mới ở các phiên trước đó. Trong khi giá vàng nhẫn bố số 9 quá bình yên giữ vững ở trên mốc 77 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 18 triệu 500 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 3 triệu 800 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến là quanh mức từ 86 triệu 800 cho đến 89 triệu 700 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức từ 89 triệu 200 cho đến 91 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 75 triệu 950 nghìn đồng một lượng và 77 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 88 triệu 800 nghìn đồng một lượng, chiều bán 91 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 88 triệu 800 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 91 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán tại SJC 2 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 86 triệu đồng một lượng và 87 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 86 triệu đồng một lượng và 87 triệu 500 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 1 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá ở chiều mua 88 triệu 800 nghìn đồng một lượng, chiều bán 91 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 88 triệu 800 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 91 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua về chiều bán tại PNG 2 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 87 triệu đồng một lượng, chiều bán 89 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 87 triệu đồng một lượng, chiều bán 89 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 86 triệu 300 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 89 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 89 triệu 700 nghìn đồng một lượng, chiều bán 91 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9, vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 29 triệu 241 nghìn đồng một lượng đến 74 triệu 850 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 31 triệu 741 nghìn đồng một lượng đến 76 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn,
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, thị trường kim loại quý trong tuần vừa qua đã chuyển sự chú ý sang lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và nhận được một số hỗ trợ sau báo cáo kinh tế yếu kém. Gần đây, Chủ tịch Fed ông Powell khẳng định sẽ cân nhắc việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2024 và dữ liệu công bố trong hai tuần qua đều củng cố khả năng sẽ cắt giảm lãi suất. Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kiku News cho thấy các chuyên gia đang thể hiện sự lạc quan mới về kim loại quý, trong khi chỉ một nửa số nhà giao dịch bán lẻ tin rằng giá vàng có thể sẽ tăng giá vào tuần này. Chiến lược gia thị trường ông Colin Szynski của CA Management là một trong số các chuyên gia lạc quan về vàng trong ngắn hạn. Ông cho rằng chỉ số giá tiêu dùng công bố trong tuần này dù tăng cao hơn hay là thấp hơn kỳ vọng cũng sẽ là kịch bản có lợi cho vàng. Ông giải thích, nếu CPI của Mỹ tăng nóng, vàng sẽ phát huy vai trò là công cụ phòng ngừa lạm phát. Ở chiều ngược lại, nếu CPI của Mỹ giảm, kỳ vọng cắt giảm lãi suất sẽ tăng lên, tạo áp lực lên đồng đô la và có lợi cho vàng. Cùng quan điểm, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao ông Jim Wyckoff của sàn Crypto Metal dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh vào tuần này khi nhìn vào sức mạnh kỹ thuật trong tuần vừa qua của giới đầu cơ giá lên. Chuyên gia ông Mark Nimbleview, biên tập viên của tờ Letter, vẫn giữ dự báo lạc quan của mình về vàng trong năm 2024. Ông kỳ vọng giá kim loại quý sẽ chạm mốc 2.700 đô la Mỹ một ounce trong năm nay. Trong khi đó, chuyên gia phân tích thị trường ông Everett Millman của Galleville không mấy tin tưởng về vàng. Ông cho rằng sẽ không ngạc nhiên nếu vàng kiểm tra lại dưới mức 2.200 đô la hoặc 2.150 đô la Mỹ. Nếu một đợt bán tháo tiếp tục được kích hoạt khi dữ liệu cho thấy khả năng Fed sẽ tiếp tục giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng không loại trừ khả năng giá vàng sẽ được đẩy lên mức 2.400, 2.500, thậm chí là 2.600 đô la Mỹ một ounce. Là người duy trì quan điểm trung lập về biến động của vàng trong ngắn hạn, Chủ tịch ông Adrian Day của Adrian Day Asset Management cho rằng vàng vẫn đang trong giai đoạn củng cố sau đợt phục hồi mạnh mẽ đưa vàng lên mốc 2.400 đô la Mỹ một ounce vào giữa tháng 4 vừa qua. Ngoài chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá nhà sản xuất, thị trường tuần này sẽ chờ đợi báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cùng phát biểu của Chủ tịch Fed ông Powell tại Amsterdam. Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kiku News cho thấy các chuyên gia đang thể hiện sự lạc quan mới về kim loại quý, trong khi chỉ một số nửa nhà giao dịch bán lẻ tin rằng giá vàng có thể sẽ tăng trong tuần này. Có 17 nhà phân tích trên phố Wall đã tham gia khảo sát vàng hàng tuần của Kiku News và rất ít người nhận thấy giá vàng sẽ giảm. Có 10 chuyên gia, tương đương với 59%, dự báo giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 2 nhà phân tích với tỷ lệ 12% dự đoán giá vàng sẽ giảm. 5 chuyên gia còn lại, tương đương với 29%, có ý kiến trung lập. Trong khi đó, có 195 phiếu bầu đã được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên thị trường. Trong số này, có 97 nhà đầu tư bán lẻ, tương đương với 50% dự báo giá vàng sẽ tăng. 42 người khác, tương ứng với 21% dự đoán giá vàng sẽ giảm. Trong khi 56 người còn lại, tương đương với 29% cho biết giá vàng sẽ đi ngang. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video rồi nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.